Ôi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Thì hôm nay là ngày nghỉ các bạn. Thì hôm nay là mình ở nhà, mình dọn dẹp nhà cửa. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thấy. Thì hôm nay là ở nhà này giặt giũ mền mùng đồ này nọ. Thì cái thời gian mùa đông khá là dài các bạn, nên là thời tiết không được tốt. Và hôm nay thì trời nắng rất là đẹp, rất là tốt. Thì hôm nay mình ở nhà mình giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, và sẵn tiện hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo vặt nho nhỏ ở Nhật Bản như thế này vào mùa đông đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây các bạn, đây là cái sản phẩm mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn nè. Đố các bạn ha, bạn nhìn cái này bạn biết cái này là cái gì không? Bạn nhìn sơ sơ thì bạn biết cái gì không? Nếu người bạn nào đã sử dụng thì chắc biết, còn nếu người bạn nào chưa sử dụng và mới qua Nhật hoặc là chưa qua Nhật thì chắc bạn không có biết cái này đâu. Không, và tiếp theo là mình chia sẻ cho bạn cái cuộn giấy này. Bạn thấy không? Đây là một cuộn giấy, nhưng mà đây không phải là cuộn giấy vệ sinh nha, và đây cũng không phải là cuộn giấy để trải bàn gì hết, mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cái này chính là cái cây lăn các bạn. Cái cây lăn ở đây là cái hộp, ở cái hộp này ở đây là cái cây thì không có cái cuộn giấy này nha, nó chỉ có cái lõi ở trên trong bên trong này thôi. Rồi, cái cuộn này nó sẽ gờ như thế này đó. Cái cuộn này sẽ có 80 miếng các bạn, ở đây nó sẽ có 80 miếng. Thì mình sẽ cho bạn xem một miếng của nó này. Không, nó sẽ có từng cái miếng nhỏ. Cái miếng nhỏ nó sẽ là một cái cuộn vòng tròn như thế này nha các bạn. Đó, này bây giờ mình sẽ quấn nó lại. Bình thường thì nó ở trong cuộn như thế này. Nếu mình sử dụng thì mình sẽ kéo nó ra. Thì nãy giờ mình nói là vòng vòng thì cái cuộn này sẽ dùng để làm gì các bạn? Thì giống như các bạn biết thì vào mùa đông thì thời tiết lạnh này, thì thậm chí là có mưa tuyết rồi không có nắng nữa, nên là đồ mình các bạn, những cái mền mùng, cái mền này, cái chăn này, mình đắp thì thời gian mùa đông vậy khá là dài mà không giặt giũ được thì nó sẽ có rất là nhiều bụi. Và lâu ngày á, mình mới qua Nhật thôi, thì mình nghe chị nghiệp đoàn nói á, nếu mà ở Nhật á mình lâu ngày mà mình không giặt giũ cái mền á, cái nệm có cái mền mình ngủ các bạn, thì nó sẽ có nhiều cái con rệp á, con ký sinh trùng á, thì nó sẽ đốt mình và đâm ra ngứa ngáy đầu này nọ rất là nhiều các bạn, nên là cũng rất là sợ. Và cái chị ấy thì chia sẻ cho mình nếu vào mùa đông á thì nên mua cái cây này đó. Cái cây này á thì cái cây lăng, và ở ngoài đây á, cái tấm này nè, ở ngoài đây nó có khả năng nó hít các bạn, nó có khả năng nó hít, nó giống như một lớp keo á. Là con thấy không, mình sẽ ấy phải cho bạn nghe kêu nè, thấy không? Thì ngoài đây nó sẽ có một lớp keo nè, không, và nó sẽ được lăn như thế này. Thì mình sử dụng để mình lăn mền mùng, nói chung là những cái gì mà mình không giặt được vào mùa đông thì nó sẽ lấy bụi ra, và thậm chí có những con ký sinh trùng á thì nó sẽ lấy ra luôn, tại vì nó có chất dính đó các bạn, giống như keo dính chuột vậy đó. Nói chung nói nôm na là như vậy. Thì cái này rất là rẻ. Cái cuộn này á, thì mua ở cửa hàng 100 yên nha các bạn, chỉ có 100 yên thôi. Cái cây này cũng vậy, cái con lăn này cũng mua ở cửa hàng 100 yên luôn. Cái cây này cũng 100 yên, và cái lõi nữa thì cũng là 100 yên đó. Thì mình mua về mình để dành để mình sử dụng vào mùa đông, hoặc là những khi mình không không giặt được mền mùng chiếu gối á, thì mình sẽ lấy cái này, có thể lăn gối này, có thể lăn mền này nọ. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Đây các bạn, thì hôm nay mình giặt ở ngoài đây là mình giặt mền nè, với cái tấm ga trải lên cái nệm nè. Còn hiện tại là cái nệm là mình chưa có giặt được nha các bạn. Cái này thì mình để đây nó dư, mình để đây ở cái đầu nằm thôi, không có sử dụng nên không cần giặt. Còn cái này á, cái tấm này á, là cái tấm này là mình trải, mình đậy ở trên để chống bụi đông, nên là nó cũng không có bụi nhiều lắm nên không cần giặt các bạn. Còn dưới đây nè, đây là cái nệm nè. Cái giường mình á, thì ở dưới này là giường sắt nha. Và giường mình là giường tầng, ở dưới thì giường sắt, ở trên đây có một tấm gỗ, và trên này là cái nệm này thì khoảng nửa tấc ha. Và cái nệm này thì nó sẽ không được giặt nha các bạn, và thậm chí là nói chung là mùa này ẩm rất là nhiều nên mình cũng không có phơi được. Nếu mình phơi thì nó sẽ hút hơi nước vào đây, nó sẽ dễ bị mốc hơn nữa đó. Do đó mình xin hôm nay mình sử dụng cây lăn này, mình sẽ lăn. Thì nó có cái chiều này các bạn, nó có cái chiều nè đó. Đó thì bây giờ mình sẽ lăn theo đúng cái chiều của nó. Đây mình để về các bạn, mình sẽ kéo kéo đúng chiều nha, còn kéo ngược chiều nó sẽ bị xước ga các bạn, nên kéo như thế này. Thì mình kéo đi thì nó sẽ hút được bụi bẩn và những cái hạt bụi nè, tóc lông tóc đồ này nọ nè, mà nó bám vô nệm các bạn, nó không có ra được á. Đó, như này kéo như thế này,
hoặc là mền á, mền mà mùa đông mình không giặt được các bạn. Thì bây giờ hôm nay là gần mùa xuân rồi nên có nắng rồi, mà mùa đông không giặt được thì các bạn trải ra, các bạn làm động tác lăn lăn như thế này, hoặc là quần áo cũng vậy, quần áo lông á, quần áo lông của mình á mà mình đi chơi mình giặt rồi đôi lúc mình treo á, mình để nó sẽ bị bụi á, thì mình trải nó ra cái mặt phẳng như thế này rồi mình lăn nó như thế này, mình kéo như thế này. Rồi thấy không, đây là có cái cọng này là cọng tóc nè, nhưng mà cái này nó dính quá nè, nó không có xuất ra được. Bây giờ mình sẽ lăn cho bạn xem nè, đó mất tiêu rồi nha, thấy không, hay không. Đây cái cọng này nè, nó bị đâm xuống nè, nó không có ấy được nè đó, mình sẽ khửi khửi nó lên tí thôi, mà nói chung là những cọng đó nó đâm vô nó không sao. Đó bạn thấy khửi khửi lên là mất tiêu nè. Đó bây giờ mình sẽ lăn hồi nãy giờ mấy vòng rồi thôi, mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh kết quả. Đây các bạn thấy kinh khủng khiếp chưa, các bạn thấy kinh khủng khiếp chưa, kết quả này bụi nó bám đầy luôn nè, thấy chưa, những cái bụi này mình không nhìn thấy bằng mắt được nha, nó nằm ở trong cái tấm nệm này là mình không nhìn thấy được các bạn. Và đôi lúc có những con ký sinh trùng nhỏ xíu như này nè là mình cũng không có phát hiện được luôn, nhưng mà lăn ra thấy khủng khiếp chưa các bạn. Đó bây giờ mình sẽ làm động tác mình xé cái tấm này nha. Bây giờ mình sẽ làm động tác mình xé cái tấm này cho các bạn xem luôn. Mình xé tấm này để mình làm cái mới. Này, thì mình sẽ nắm cái này mình kéo. Đó, mình kéo cái này thì nó sẽ có một khúc thôi các bạn. Nó bị một khúc thôi nè, là nó cái vòng tròn á là nó tới đây thôi. Thì mình xé bỏ khúc này. Xong rồi mình làm động tác mình lăn tiếp. Cái tấm này thì mình lăn được rất là nhiều lần nha các bạn. Một cuộn này mình lăn được khá là lâu á. Đó, bây giờ mình sẽ xếp cái này lại, mình bỏ sọt rác. Đó bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cận cảnh cái tấm mà nó mới nè. Hồi nãy mua đầu tiên quên cho các bạn coi. Thấy không, mới là nó bóng rồi, nó không có gì hết nè, nó không có bụi gì hết nè. Đó và hiện tại các bạn nhìn dưới đây nè, nhìn dưới sàn này nó rất là sạch luôn nè, đúng không, mình nhìn tấm nệm nè, rất là sạch nè. Hồi nãy giờ mình lăn nó cũng khá là sạch rồi đó, nhưng bây giờ mình sẽ làm tấm lăn lại cho con xem nha. Lăn lại cho con xem nè, để coi nó còn không nha. Mình nghĩ là nó còn ấy, bụi rất là nhiều các bạn. Ở trong phòng á, ngủ mền mùng chiếu gối này nọ, tuy có hút bụi nhưng hút bụi dưới sàn được thôi, chứ không có hút được ở trên mền mùng như thế này. Nó lăn vài vòng thôi. Rồi mới lăn vài vòng thôi nha các bạn. Cho bạn xem lại cận cảnh này. Thấy chưa, bụi nữa nè, một lớp bụi luôn. Quá trời luôn, thấy chưa, mới lăn xong rồi lăn lại nữa đó mà vẫn còn bụi. Đó thì các bạn thấy công dụng của cái cây này chưa, rất là hiệu quả. Lăn rồi, một lần rồi mà lăn lại còn rất là bụi bám nhỏ này nè, rất là nhiều luôn. Đó, do đó cái này rất là công dụng. Các bạn có đi qua Nhật á thì các bạn mua cái này để dự phòng ở trong phòng ha. Nếu mà mình không giặt được mền mùng, hoặc là mình vào mùa đông á thì mình nên sử dụng cái này để vệ sinh sạch sẽ cái nơi mình ngủ nha các bạn, thậm chí quần áo mình mặc luôn. Ok. Còn nếu bạn nào ở Việt Nam á, chúng ta muốn có này á thì mình nhờ, không biết ở Việt Nam có bán chưa. Nếu chưa bán thì mình nhờ bạn bè ở Nhật xách tay về. Ok, do đó thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mẹo vặt nho nhỏ như thế này thôi, để các bạn biết khi mình qua Nhật để mình có thể là vệ sinh sạch sẽ nơi mình ngủ, phòng ốc của mình. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video đến giây phút này. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Và các bạn cảm thấy hay nhớ like, share cho nhiều người cùng biết nha các bạn, để chúng ta cùng nhau bảo vệ sức khỏe của mình ha. Rồi, nếu bạn cảm thấy thích nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye.